Là bây giờ là hôm bữa cái người đó nam hay nữ mà đổi bà? Đàn bà. Wow, đàn bà luôn. Đổi 8 tờ. 8 tờ. 800. Rồi bây giờ bà lại đại lý bà nói rồi bà còn giữ mấy tờ đó không? Dục bỏ hay để làm? Qua bà không giữ lại để lần sau mình so sánh. Nó giả mạo, nó tinh vi vậy đó, mình phải giữ lại mình coi để mình so sánh. Gửi 30 này. Kéo lụa hả gì? Kéo lụa. Ghê vậy ta. Con tại vì con nghe kể á là nó dán, dán. Nó kéo lụa. Con này kéo lụa luôn. Rồi, cảm ơn bà. Rồi, nghĩ sao rồi? Bà già ăn gì mà đi lừa bà? Phát biểu suy nghĩ coi. Thiệt tình luôn á. Tại vì á, em nghe kể á, là dán, nó dán cái số, nó dán sao mà nó liền luôn. Mà cái này không phải dán mà kéo lụa, ghê trời. Không thiệt, nếu như mà kéo lụa nó đưa em cũng không biết thiệt. Bây giờ mình mua mình cũng ớn chết. Rồi nó đi kéo nó bán sao vậy hả? Chứ không phải trường hợp là đổi hơn. Ghê thiệt. Bây giờ nó dễ thôi.